Thắt lòng trước cảnh làng bản tan hoang ở Nậm Lúc. Chiều 14 tháng 9, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện vẫn còn ngổn ngang cảnh nhà cửa tan hoang và ruộng đồng bị thiệt hại nặng nề do trận lũ cuốn qua. Hình ảnh những ngôi nhà bị san phẳng, ruộng đồng chìm trong bùn lầy và đường xá bị chia cắt đã khắc họa rõ nét thảm cảnh mà cơn bão số 3 để lại cho vùng đất này. Bí thư huyện ủy Bắc Hà, ông Nguyễn Duy Hòa cho biết, hiện huyện Bắc Hà là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 3. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã ghi nhận tổng số 34 người chết và mất tích, trong đó đã tìm thấy được 24 nạn nhân và còn 14 người đang được tiếp tục tìm kiếm. Nậm Lúc, xã bị ảnh hưởng nặng nhất trong huyện đang phải đối mặt với thiệt hại cả về người và tài sản. Cảnh tượng tại Nậm Lúc thật sự thắt lòng. Những khối đá lớn từ trên núi đổ ập xuống, cuốn trôi hoa màu và làm hư hỏng hoàn toàn nhiều căn nhà. Cảnh vật xung quanh đã bị lũ cuốn trôi, để lại những mảnh vụn và bùn lầy. Đường xá bị chia cắt nghiêm trọng, khiến các phương tiện vận chuyển không thể tiếp cận nhiều khu vực trong xã. Học sinh không thể đến trường, đồng ruộng bị lũ cuốn trôi và nhiều người dân hiện đang sống trong tình trạng khẩn cấp, phải lánh nạn trong những căn nhà tạm bợ. Quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến xã Nậm Lúc để trực tiếp thăm và hỗ trợ người dân. Ông đã bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau và thiệt hại mà người dân địa phương phải chịu đựng. Sự có mặt của ông không chỉ mang lại sự động viên tinh thần mà còn là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả và tìm kiếm những người còn mất tích. Công tác cứu trợ và hỗ trợ đang được triển khai nhanh chóng với sự giúp đỡ từ các đoàn thiện nguyện và lực lượng quân đội. Hàng hóa thiết yếu, thuốc men và các trang thiết bị cần thiết đang được vận chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng. Sự tàn phá của cơn bão số 3 đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của những người dân Nậm Lúc. Bằng sự hỗ trợ từ cộng đồng và nỗ lực của các cơ quan chức năng, hy vọng rằng xã Nậm Lúc sẽ sớm vượt qua khó khăn, hồi phục và bắt đầu lại từ những mất mát đau thương. Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát tại Nậm Lúc nhắc nhở chúng ta về sức mạnh tàn phá của thiên tai, đồng thời cũng khẳng định tinh thần đoàn kết và nhân ái của cộng đồng trong việc hỗ trợ nhau vượt qua thử thách. Mỗi hành động cứu trợ, mỗi sự sẻ chia đều góp phần tạo nên hy vọng mới và động lực để người dân Nậm Lúc vươn lên từ những khó khăn, khôi phục cuộc sống trở lại bình thường. Lực lượng cứu hộ tay không vốc bùn lẫn máu tìm đồng bào bị vùi lấp ở Nậm Lúc, Lào Cai. Ngày 13 tháng 9, trong khi bão lũ vừa rút và công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương, cảnh tượng tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một bức tranh đầy bi thương và vất vả. Trận sạt lở đất kinh hoàng đã khiến nhiều khu vực trở thành một biển bùn đất, cột nhà và đồ dùng sinh hoạt bị chôn vùi dưới lớp đất đá dày. Lực lượng cứu hộ đang phải làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn, với những công cụ thô sơ như cuốc, xẻng và thậm chí bới bùn bằng tay không để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Tính đến 12 giờ ngày 13 tháng 9, sau 3 ngày liên tục tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã xác định được 10 nạn nhân. Tuy nhiên, con số vẫn còn chưa dừng lại ở đó khi 8 người vẫn đang mất tích và 13 người khác bị thương, hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Những công việc tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện trong hoàn cảnh đầy thử thách, với hàng trăm chiến sĩ từ công an, quân đội và các lực lượng cứu nạn tự nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tại hiện trường, tình hình vô cùng tan hoang, những ngôi nhà, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt của người dân đã bị lẫn vào lớp bùn đất dày đặc. Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó trưởng Công an huyện Bắc Hà cho biết, khó khăn lớn nhất là địa hình phức tạp và khối lượng đất đá khổng lồ. Do các điểm sạt lở chia các khu vực và đường đi chủ yếu là khe, dốc, máy móc hiện vẫn chưa thể vào hiện trường. Do đó, toàn bộ công tác tìm kiếm phải dựa vào sức người. Lực lượng cứu hộ đang khoanh vùng các khu vực nghi ngờ có nạn nhân và đánh dấu để đào bới từng phần. Mỗi khi phát hiện dấu hiệu như bùn lẫn những vệt đỏ thẫm, các chiến sĩ phải cẩn thận dọn dẹp, tránh làm ảnh hưởng đến các nạn nhân có thể còn mắc kẹt dưới lớp đất đá. Sáng 13 tháng 9, đội cứu hộ đã tìm được một em bé đã tử vong, bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng. Thiếu tá Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tham mưu Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết, việc cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn và nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, thời tiết tại khu vực này thường xuyên mưa vào nửa đêm và gần sáng, khiến kết cấu đất rất yếu và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên diện tích rộng. Những ngày qua, nước mưa đã tích tụ nhiều trong đất, làm tăng nguy cơ sạt lở ở nhiều điểm xung yếu. Thiếu tá Tuấn nhấn mạnh rằng công tác cứu hộ cần các thiết bị máy móc chuyên nghiệp,
như máy xúc, máy đào và thiết bị dò tìm để cải thiện hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Dù đối mặt vô vàn khó khăn, các lực lượng cứu hộ vẫn đang không ngừng nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả và lòng dũng cảm trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Những hành động này không chỉ là minh chứng cho sự đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng, mà còn là nguồn động viên to lớn cho những người dân bị ảnh hưởng, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này và bắt đầu lại từ những mất mát đau thương. Giây phút nghẹt thở, cuộc di tản định mệnh cứu sống 142 thầy trò ở Lào Cai. Sáng ngày 9 tháng 9, một khoảnh khắc nghẹt thở đã diễn ra tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3, xã Mường Hum, huyện Bát Sát, Lào Cai. Hiệu trưởng Vũ Xuân Quế không thể nào quên giây phút định mệnh đã cứu sống 142 sinh mạng. Khoảng 7 giờ sáng, khi một điểm sạt lở nguy hiểm được phát hiện chỉ cách trường 20m, ngay sau tòa nhà 5 tầng của trường, nơi vừa là ký túc xá cho học sinh, vừa là nhà công vụ của giáo viên, thầy Quế lập tức hành động. Nhận thấy nguy cơ quá lớn, thầy Quế lập tức gọi điện cho thầy Nguyễn Thành Trung, phó hiệu trưởng, yêu cầu chuẩn bị di tản khẩn cấp toàn bộ 131 học sinh và 9 thầy cô giáo. Đồng thời, thầy liên hệ với chính quyền xã và cơ quan công an để phối hợp tìm kiếm địa điểm sơ tán an toàn. Sau khi cân nhắc, trường mầm non và nhà văn hóa thôn Piềng Náo được chọn là nơi trú ẩn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức không ai kịp mang theo đồ đạc hay thực phẩm. Người nào nhanh tay vơ được áo quần, còn lại hầu như chỉ kịp chạy thoát thân. Thầy Quế nhớ lại, trong điều kiện mưa gió và ngập lụt, sự hỗ trợ từ chính quyền, dân quân và công an là vô giá. Đến khoảng 10 giờ sáng, toàn bộ 142 học sinh và giáo viên đã được đưa đến nơi an toàn. Ngay sau đó, công an xã Mường Hum và các xã lân cận đã phối hợp thực hiện phương châm 4 tại chỗ với lực lượng cứu hộ tích cực hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men đến nơi sơ tán. Sau 4 ngày bị cô lập, con đường từ trung tâm huyện Bát Sát đến xã Mường Hum đã được thông tuyến. Công an tỉnh đã cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân và các trường học. Hiện tại, còn khoảng 30 học sinh vẫn ở lại khu vực sơ tán do một số tuyến đường vẫn chưa được khôi phục. Khoảng 100 học sinh khác đã được gia đình đón về nhà an toàn nhờ lũ đã rút. Về kế hoạch học tập sắp tới, thầy Quế cho biết vào ngày 14 tháng 9, chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đến trường để đánh giá tình hình và đề xuất phương án tiếp theo. Huyện Bát Sát đang gánh chịu thiệt hại nặng nề từ lũ quét và sạt lở đất. Ngay từ những ngày đầu ứng phó với cơn bão số 3, công an huyện đã tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở và tổ chức kiểm tra từng hộ gia đình. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, con đường lên xã Mường Hum và các khu vực khác đã được thông tuyến và công tác cứu trợ đang được triển khai một cách hiệu quả. Trong cơn mưa lũ dữ dội đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại tỉnh Lào Cai, anh Ma Sèo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà đã trở thành anh hùng trong cuộc chiến sinh tồn, cứu sống cả bản với 115 người. Vào tối ngày 12 tháng 9, anh Chứ, 33 tuổi đã cập nhật tình hình, hiện sức khỏe của người dân trong thôn đã ổn định. Và chiều hôm qua, chính quyền đã chuyển lương thực và các đồ dùng thiết yếu đến khu lán tránh nạn nên mọi người không còn phải lo lắng về thực phẩm nữa. Anh Chứ là người đã vận động 17 hộ dân, tổng cộng 115 người rời khỏi thôn Kho Vàng để di chuyển đến một ngọn núi an toàn, cách đó khoảng 1 km. Theo lời kể của anh, vào sáng sớm ngày 9 tháng 9, khi nhận thấy mưa không ngừng rơi và tình hình có dấu hiệu nghiêm trọng, anh đã tập hợp 7 thanh niên trong thôn để kiểm tra khu vực xung quanh quả đồi phía trên làng. Trong quá trình khảo sát, nhóm của anh phát hiện một vết nứt rộng khoảng 20cm, dài khoảng 30m nằm ngay trên đỉnh đồi, cách thôn Kho Vàng chỉ khoảng 100m. Nhận thấy nguy cơ sạt lở rất cao, anh Chứ lập tức trở về và thông báo cho bà con. Anh chia sẻ, chúng tôi chia nhau ra để thông báo cho tất cả mọi người, hầu hết bà con đều đồng thuận với quyết định di dời. Chỉ có một số ít hộ không đồng ý, nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ, họ cũng đã đồng lòng lên đường. Khoảng 12 giờ cùng ngày, dưới cơn mưa không ngớt, 17 hộ gia đình đã bắt đầu di chuyển. Mọi người vừa đi vừa hỗ trợ nhau, những người còn khỏe mạnh, vác gạo và đồ dùng cần thiết. Sau 30 phút di chuyển, các hộ dân đã tới nơi dựng trại an toàn. Trong khi đoàn người di chuyển, tôi đã cử một nhóm đi trước để khảo sát tình hình và chọn địa điểm dựng lán. Khi tới nơi, mọi người chia nhau công việc, chặt tre,
luồn, dựng láng, làm giường và căn bạc. Đến khoảng 14 giờ 30 phút khu láng đã được hoàn thiện, anh Chứ hào hứng kể lại. Sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm của anh Marcel Chứ không chỉ cứu sống 115 người dân, mà còn làm nổi bật hình ảnh của một người trưởng thôn dũng cảm và tận tụy trong thời khắc khó khăn nhất.